Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Lộc Su Tiki đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ xây một cái chỗ cắm trại các bạn ơi. Nhưng mà trước tiên ấy thì mình cần chế tạo một cây kiếm kim cương trước cái đã. Tại vì mình vừa phát hiện một cúp dân làng quay lại cái chỗ mình nữa các bạn ơi. Ở đây mình sẽ lấy ra hai cục kim cương đi để mình có thể craft một cây kiếm kim cương nha. Đây, một cây kiếm kim cương. Sau đó mình sẽ enchant lên. Tại vì mình đang có 33 level này, hy vọng nó sẽ được cái cây kiếm sắc bén nha các bạn. Bọn cướp dân làng kìa. Đấy, bọn chúng đang nhìn mình. Giờ mình sẽ enchant ra xử lý bọn chúng nha. Mình sẽ cầm ít cái luli ở đây. Rồi, giờ enchant luôn. Sắc bén 3. Sắc bén 3 cũng khá ổn đó các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ enchant luôn nha. Boom. Nó có đúng cái dòng sắc bén 3 các bạn ơi, phải chi có dòng lửa thì hay biết mấy nha. Giờ mình sẽ cầm kiếm cũng như là khiêng lên ra ngoài xử lý bọn cướp dân làng nha. Bọn chúng có rài thích lội xuống hồ lắm các bạn ơi. Kìa, tên cầm đầu kìa. Giờ mình sẽ xử lý cái tên cầm đầu trước nha. Mình sẽ đánh từng tên các bạn ơi. Mấy tên này giờ đã tách ra rồi. Tên này cầm đầu mà dám đi một mình hả? Đi một mình nè. Đi một mình hả? Rồi, mình đã xử lý tên cầm đầu rồi. Giờ mình sẽ qua xử lý mấy đàn em của chúng nha. Đây, này thì ha, đàn em của chúng đúng không? Cái này là tên cầm rìu nè các bạn, tên này rất là mạnh luôn nha. Giờ mình sẽ đứng ở sau hắn để cho bọn đàn em chúng tự bắn nhau nè. Bắn đi. Ui, nó đẩy lùi tên này lên gần. Ui, mình chém hai cái là chết queo tên này luôn. Wow, kiếm mình mạnh thật á các bạn ơi. Chỉ mới sắp đến 3 thôi mà đã như vậy rồi. Giờ mình đã đánh chúng rất là dễ dàng, với lại mình có bộ giáp kim cương rồi đây. Thành ra không sợ đâu các bạn ơi. Đánh người nè. Hình như mấy tên này bắn xuyên nước được các bạn ơi. Mấy tên này mạnh thật ấy, bắn xuyên nước luôn. Nhưng mà mình đã có một cái MR. Mình lại có cái hiệu ứng điềm xấu rồi. Không ổn rồi. Nếu mà mình lại gần đó các bạn thì bọn chúng sẽ kéo rất nhiều tên đàn em lại và đánh mình luôn. Thành ra phải cẩn thận á các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ mình cần phải vào trong và lấy một ít cái len này để qua bển làm cái khu cắm trại nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy hết chỗ này ra luôn. Cũng như là lấy thêm ít cái len màu trắng đấy các bạn ơi. Hiện tại thì mình chỉ có hai loại len này thôi. Trong thời gian giữa hai tập ấy thì mình sẽ nhuộm lại mấy cái len trắng này thành mấy cái len màu khác ấy để chúng ta có những cái lều cắm trại nhiều màu sắc hơn á các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ lấy thêm ít len trắng nha. Đây. Hôm bữa chỉ có một bé cụ hồng thôi, bây giờ quá trời bé cụ hồng luôn này. Nãy mình đã nhân giống lên thêm á các bạn. Bây giờ mình sẽ qua bên kia để xây nha. Nhưng mà mình cần lấy thêm ít gỗ nữa để mình có thể làm phần trụ cũng như là trang trí thêm á các bạn ơi. Gỗ thì mình có một ít ở đây. Gỗ gừng này, gỗ xoài này, rồi tầm này đổ rồi đấy. Giờ qua bển để xây dựng thôi. Cái khu đó thì mình cũng đã dọn cỏ sẵn rồi các bạn ơi. Lúc trước thì nó khá là hoang sơ ấy, rất là nhiều cỏ luôn. Nhưng mà mình đã dọn rồi, bây giờ mình chỉ cần qua bên bển và xây dựng thôi. Và bên kia có cái mấy cái bông màu đỏ kìa, bông hai block á các bạn. Thì mình có thể nhân giống lên và lấy được mấy cái bột nhuộm màu đỏ luôn. Rất là tiện luôn các bạn ơi. Rồi, giờ thì qua đây và xây thôi. Mình dự định sẽ xây mấy cái lều cắm trại ở xung quanh đây nè các bạn. Và ở giữa ấy chính là cái chỗ để chúng ta đốt lửa trại ấy. Mình thấy như vậy thì khá là ổn. Nhưng mà bây giờ mình cần phải dọn cái cây này ra trước đi để cho nó trống trải hơn nha. Rồi, mình đã dọn cây xong rồi. Bây giờ để xem coi đặt cái chỗ cắm trại đâu là cho thích hợp ta. Vậy là mình cần cần phải làm cái lửa trại nữa các bạn ơi. Lửa trại là cần than đúng không? Ok, giờ mình sẽ grab một cái thuyền đi để mình có thể chèo qua bển và lấy một ít than nha. Tại vì bây giờ di chuyển bằng cách lội sông thì khá là mất thời gian á các bạn ơi. Sắp tới nếu được thì mình sẽ làm một cái cầu luôn đi để cho việc di chuyển nó đơn giản hơn á các bạn. Rồi, giờ mình sẽ chèo qua bển lại nha và lấy than thôi. Than hình như mình còn một ít ở trong kho hay sao ấy, để mình thử mình kiểm tra coi. Ở đây còn không ta? Ở đây còn này. Mình sẽ lấy một ít để làm cái lửa trại nha. Rồi quay qua bển thôi. Giờ tạm thời giờ di chuyển bằng thuyền đi các bạn ơi. Cũng khá là nhanh mà. Ui trời. Rồi, giờ mình sẽ làm một cái lửa trại nha. Đây, lửa trại đây, mình làm một cái thôi. Và theo như mình biết ấy thì lửa trại nếu mà ở phía dưới có cái kiện rơm á các bạn ơi thì nó sẽ có khói bay rất là cao luôn. Một tí mình sẽ chế tạo kiện rơm rồi đem qua đây đặt xuống nha. Bây giờ mình sẽ đặt cái lửa trại ở chính giữa này đi, tầm này là vừa đó các bạn. Đó, mình sẽ đặt cái lửa trại ở đây để khói nó sẽ bốc lên như vậy này. Lúc đầu thì khói nó tầm này thôi các bạn ơi, nhưng mà khi mà có lửa trại thì nó sẽ bay tít ở trên trời luôn. Mình có thể dùng cái này để giống như là làm dấu cái nhà của mình ấy để đi không bị lạc á các bạn ơi. Tiếp theo mình sẽ trang trí thêm ở xung quanh một xíu nha. Ở đây mình sẽ chế tạo một ít cái hay là dùng block ta. Cũng được ấy. Giờ mình sẽ dùng mấy cái này kiểu như là làm cái ghế các bạn ơi, ghế khi mà chúng ta cắm trại ấy.
Ừ, được không ta? Cái này thì hơi gần thì phải. Ok, vậy là cắt ra hai ô đi. Rồi chúng ta sẽ làm một cái ghế nha. 1, 2, rồi. Cắt ra tầm này là vừa đấy. Đó, tầm này ổn rồi các bạn. Ui, mình dùng lộn cái xẻng. Rồi, đặt lại. Và đặt thêm một block ở đây. Đó, tương tự ở đây luôn nha. Đây là hai ô đúng không? Rồi, ở đây một cái. Và bên đây một cái nữa. Sau đó mình sẽ trang trí xung quanh là bằng mấy cái lều cắm trại các bạn ơi. Đấy. À, giờ mình sẽ cắt ra hai ô và đặt tiếp ở đây. Đó, rồi xong cái chỗ ngồi rồi. À, như vậy có gần quá không ta? Nhưng mà mình thấy gì cũng tạm ổn đó các bạn ơi. Tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu làm mấy cái chỗ cắm trại nha. Ở đây có một ít cái hang này, chắc sắp tới mình sẽ lắp lại các bạn ơi. Nhưng mà trước khi lắp chắc mình sẽ khám phá coi ở phía dưới có gì trước cái đã. Giờ mình sẽ cắt mấy cái lá này đi, đợi cho nó rụng lâu quá à. Để cắt ra luôn. Sau đó mình sẽ lấy mấy cái mầm cây rồi trồng lại nha. Tại vì khu cắm trại mà không có cây thì nhìn nó cũng hơi kỳ á các bạn ơi. Rồi lấy hết mấy cái này ra và bắt đầu xây cái chỗ cắm trại thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu xây cái chỗ lều trại. Mình cần chuẩn bị cái khu tầm 5x5 á các bạn ơi. Cái này nó khoảng 5x5 thôi. Đầu tiên thì mình sẽ đặt trước một cái block như vậy đi. Đó, sau đó mình sẽ lên tiếp 2 ô. À không, 2 ô hay 3 ô ta? Ok, chắc 3 ô đi để cho nó cao hơn xíu các bạn ơi. Rồi lên tiếp là 1 ô. Đó, nó sẽ được như vậy nha các bạn, làm đối xứng ở bên đây luôn các bạn ơi. Đây, 1, 2, 3, đấy, tầm này là 1, 2, 3 này, lên 2 ô, và cái này nói ngang lại cũng được, và ở dưới 1 ô, đó, nó sẽ được hình như vậy. Sau đó mình sẽ bắt đầu làm cái viền ấy, tại thường thường mình làm cái gì cũng vậy, có viền thì nó sẽ đẹp hơn á các bạn ơi. Để sao ta, cái này chắc lên thêm 1 ô đi, rồi một cái cầu hang, một tiếp một cái cầu hang nữa. Và cái này thì úp ngược lại á các bạn, đó, nó sẽ được như vậy. Vậy được không ta? Hay là cái này mình đổi thành cái block nha. Block để cho nó cao một xíu á các bạn ơi. Đây mình sẽ lên như vậy và sau đó mới ốp ngược lại. Đấy, nó sẽ ổn hơn rất là nhiều luôn. Rồi, như vậy mình sẽ quyết định làm như vậy nha. Rồi mình sẽ một cái cầu hang đây, một block, một cái cầu hang. Tiếp theo là một cái block. Đó, nó sẽ được một cái viền rất là đẹp luôn. Sau đó mình sẽ làm một cái cây kiểu như là đang chống cái lều này lên đó các bạn ơi. Rồi như vậy thì chúng ta đã đại khái hoàn thành được cái cổng vào cái lều rồi. Bây giờ mình sẽ nối ngang đi. Cái này là 1, 2, 3, 4, 5. Cái này tầm 5 ô thôi nha các bạn. Nếu nhiều quá thì mình không có đủ len để sử dụng đâu. Rồi mình sẽ ốp lại như vậy. Đó, ốp lại tương tự ở hai bên luôn nha. Ồ, cái này thì dư này. Đặt ra. Cái này không biết đủ không ta. Cái này chắc mình phải đi xuống một ô các bạn ơi. Để cho mình có nhiều không gian hơn ở bên trong cái lều ấy. Rồi mình sẽ đào ra như vậy. Vậy là ở phía dưới cũng cần phải ốp cái len luôn nha. Đây mình sẽ ốp ở phía dưới luôn. Ốp lại như vậy và ở bên đây. Hiện tại thì mình chỉ có hai loại màu thôi, màu trắng với màu hồng thôi các bạn ơi. Sắp tới mình sẽ giống như là tìm thêm mấy màu khác ấy, rồi mình sẽ nhuộm len ấy để chúng ta có thể làm được nhiều cái lều với nhiều màu sắc hơn. Rồi tạm thời mình sẽ ốp lại và ở bên đây luôn. Đó, ui đấy, tại vì nó hơi cao các bạn ơi, nhảy hơi khó ấy. Rồi giờ mình sẽ ốp nốt ở bên đây. Mới đây mình gần hết len rồi này. Wow, cái này nó tốn rất là nhiều len luôn nha các bạn. Rồi, mình sẽ viền ở vòng phía sau luôn. Hãy làm đối xứng ở hai bên nha. Cái này còn thiếu này. Rồi, gì mới đúng. Rồi, bắt đầu làm lại. Đó, đặt một cái cầu hang. Một block, cầu hang. Rồi, tới là block. Đấy, gì nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Ui, là mình thiếu cái cầu hang rồi. Cần phải chế tạo thêm mấy con ơi. Và mình vừa làm thêm một cái giường màu hồng này. Để có gì chúng ta còn qua đêm bên đây luôn. Không cần phải chạy về nhà để ngủ á các bạn ơi. Rồi mình sẽ làm thêm ít cái cầu hang nha. Vậy là ổn rồi. Đấy, một tí nữa mình sẽ bắt đầu trang trí ở bên trong cái lều nữa. Ngoài ra thì mình còn một cái khu. Đó là cái khu để nấu nước á các bạn ơi. Thường thường cắm trại sẽ có một cái khu riêng dành để nấu nước ấy. Cái này là một block. Và mới bắt đầu một cái cầu hang. Rồi cái này thì ốp ngược lại. Và một cái ốp lại như vậy. Đấy, chúng ta đã có một cái lều khá là hoàn thiện rồi. Giờ mình sẽ nhìn bên trong coi. Ô, chắc bây giờ mình sẽ đi ngủ trước đi. Để không thôi zombie nó spawn thì hơi mệt đó các bạn ơi. Ngủ được chưa ta? Ngủ. Trời, chưa xuống hẳn cho nên chưa ngủ được các bạn ơi. Giờ mình sẽ ngủ một cái đi rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng nha. Rồi ok, mình đã ngủ xong rồi. Bây giờ mình sẽ grab một cái bàn chế tạo ở đây để có gì còn sử dụng cho cái lều nữa các bạn ơi. Mình sẽ đặt ở phía sau đi. Rồi cái này mình cần phải làm thêm một ít mấy cái cầu hang nữa để mình có thể ốp ở xung quanh đó các bạn, làm bằng viền cho phía bên trong luôn. Mình sẽ đào cái khu này ra này. Đó, mình sẽ làm một cái viền ở đây nha. Đây mình sẽ viền lại như vậy. Chỉ là cái này phải ốp
ngược ở bên trong các bạn. Đó, gì nó nhìn sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Ủa, vậy là ở đây mình sẽ đặt một cục len được không ta? Ở đây đặt một cục len cũng khá hợp này. Ok, chắc mình sẽ đổi một cục len ở phía góc này luôn đi. Đó, một cục len ở đây và đối diện ở bên đây cũng là một cái cầu thang. Ở phía dưới này thì mình sẽ ốp bằng mấy cái slab nha. Mình sẽ đổi ra một ít cái slab trước cái đó. Slab bằng gỗ vân sam luôn các bạn ơi. Đây, gỗ vân sam đây. Mình sẽ ốp ở phía dưới và đặt cái giường luôn các bạn. Mình sẽ grab hai cái giường đi. Hai cái giường hồng được không ta? Hay là giường màu khác đi, tại cái lều màu hồng mà các bạn ơi, giường chắc như giường màu đỏ đi. Ở đây mình có một ít cái bông hoa này. Đâu bên đây có bông hoa hai block luôn. Mình sẽ lấy tầm hai cái, một cái mình sẽ sử dụng để làm cái giường, còn một cái mình sẽ đem về và nhân giống lên đó các bạn ơi. Đó, mình vừa mở công thức cái bột nhuộm màu đỏ đó. Đấy, ngoài ra thì bên kia vẫn còn cái bông hướng dương nữa. Bông đó thì mình có thể nhân giống lên và làm cái bột nhuộm màu vàng rất là hay luôn. Rồi giờ mình sẽ đổi ra màu đỏ nha. Vậy là mình có thể nhuộm được hai lần đúng không ta? Không phải các bạn ơi, cái này là nhưng mà mình phải đổi từng cục len. Căng rồi. Wow, vậy là hơi tốn đây. Rồi tạm thời mình sẽ vứt cái này ra và nhuộm thêm một cục len nữa để chúng ta có thể làm được cái giường màu đỏ các bạn ơi. Ở đây mình sẽ grab một cái giường màu đỏ. Đây, giường màu đỏ đây và một cái giường màu trắng đi. Mình sẽ đặt cái giường ở đâu cho thích hợp ta? Cái giường đặt ở khúc sau cũng được này. Đó, mình sẽ đặt cái giường ở đây nha. Và một cái giường màu trắng. Đó, mặc dù mình không thích giường màu trắng nhưng mà không sao đâu. Tạm thời mình sẽ làm cái giường màu trắng đi cho nó khác màu với cái lều đó các bạn. Và một ít cái rương để chúng ta có thể cắt đồ nữa. Đây, mình sẽ làm hai cái rương. Mình hơi choáng chỗ các bạn ơi. Tí mình sẽ nhét đồ vào trong hai cái rương này luôn đi. Đó, hai cái rương. Vậy là ở dưới mình cần phải ốp lại, nếu không thôi nó sẽ nhìn thấy mấy cục đất ở phía dưới các bạn ơi, nó sẽ không đẹp cho lắm ấy. Rồi sẽ ốp lại phía dưới luôn nha. Đây mình sẽ ốp bằng mấy cái gỗ này. Đó, như vậy thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Rồi đặt cái rương xuống. Đấy, chúng ta sẽ không nhìn thấy đất ở phía dưới nữa. Rồi, tương tự ở bên đây luôn nha. Đào đất ra và ốp lại bằng gỗ. Búp và rương. Vậy là xong rồi. Ở phía trước này mình có nên đặt mấy cái lò nung không ta? Mình định đặt một cái lò nung ở đây nè các bạn ơi, có gì còn sử dụng nữa. Ok, chắc đặt một cái lò nung luôn đi. Ở đây mình sẽ nhưng mà mình chưa có mấy cái đá củi. Chắc mình sẽ làm cái thùng cũng được nha. Ở đây có thùng này, mình sẽ làm hai cái thùng luôn. Cái thùng đặt ở đây có hợp không ta? Cái thùng đặt ở đây cũng khá đẹp này. Rồi, quyết định đặt cái thùng ở đây luôn nha. Đó, cái thùng để chứa đồ cũng rất là hay nè các bạn ơi. Rồi như vậy mình đã xong rồi, bây giờ bắt đầu làm cái phần chống của cái lều thôi. Mình sẽ dùng mấy cái cầu thang, mấy cái hàng rào chứ. Đây, mình sẽ dùng một ít cái hàng rào cũng như là mấy cái tường đá các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ quay về cái nhà kho đi để mình lấy một ít cái đá cội các bạn. Rồi chúng ta cùng nhau làm mấy cái tường đá nha để làm cái phần chống của cái lều. Đó, như vậy là đã đại khái hoàn thành được một cái lều rồi. Tương tự với mấy cái lều khác, mình chỉ đổi cái vật liệu làm lều là mấy cái cục len màu khác thôi các bạn ơi. Ở đây thì mình sẽ dùng màu vàng này, đó, rồi màu xanh. Tại vì mình có cái cây xương rồng rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ cắt trước mấy cái cục len này đi. Mình đem theo một ít thôi. Không thôi hồi không có không gian để làm việc nữa. Mình sẽ cắt mấy cái hàng rào này vô đây. Cũng như là mình sẽ lấy một ít cái đá cội để làm tường đá. Đây còn 30 luôn này. Đó, quăng bển rồi làm luôn. May mà trong kho mình vẫn còn tường đá các bạn ơi, không cần phải chế tạo. Rồi bây giờ quay quăng lẳng rồi chúng ta cùng nhau tiếp tục nha. Tường đá thì ở phía trên tường đá thì mình vẫn dùng mấy cái hàng rào bằng gỗ thôi. Nói chứ dùng tường đá không thì nhìn nó hơi kỳ ấy các bạn ơi. Đó, giờ mình sẽ đặt một cái tường đá ở phía dưới. Và tiếp theo ở trên là mấy cái hàng rào. Mình quên đem mấy cái hàng rào rồi. Thiệt tình á. Cái bàn chế tạo mình có thể dời ở đây này. Đó, nhìn nó sẽ gọn gàng hơn á các bạn ơi. Đó, mình sẽ đặt cái bàn chế tạo ở đây. Đó, nhìn nó sẽ gọn gàng hơn rất là nhiều luôn. Giờ mình sẽ làm mấy cái hàng rào và chống lên trên như thế này. Đây và ở trên đây. Đó, như vậy thì chúng ta đã xong được cái phần chống rồi đấy. Nhưng mà chắc chống hai đầu nhìn cho nó kiên cố nha. Ok, chắc mình sẽ chống hai đầu luôn đi. Ở đây mình sẽ làm tiếp một cái bàn chế tạo nữa để có thể nhìn cho nó gọn gàng hơn các bạn. Đây, đặt ở đây. Tiếp theo là mấy cái tường đá và mấy cái hàng rào. Mình hết hàng rào rồi, cần phải chế tạo thêm mấy các bạn ơi. Đổi ra một ít cái gỗ đi. Đấy, rồi tiếp tục làm mấy cái hàng rào nha. Đây, mình được 6 cái này. Vứt mấy cái trứng luôn. Rồi, đặt ở đây. Nãy giờ mình mới phát hiện cái này hình như mình đặt sai này. Cái này phải ra tới đây mới đúng chứ. Hèn gì mình thấy nó cứ chật chật thế nào hả các bạn ơi.
Thảo nào. Ok ok, giờ mình sẽ sửa lại một xíu nha. Ồ đúng là nớp thì chứ. Xay mới xíu đã sai rồi. Rồi giờ mình sẽ đặt qua bên đây và bên cái này là đặt cái bàn chế tạo mới đúng. Rồi bước cái này ra, đặt xuống. Rồi lấy lại cái rìu và đập mấy cái tường đá này ra thôi. Đấy. Rồi mình sẽ bắt đầu chống xuống nha. Ở đây tiếp theo là mấy cái hàng rào gỗ vân sam. Búp xong. Yeah, cuối cùng cũng đã xong rồi. Ở đây chắc mình sẽ ốp lại bình thường thôi các bạn ơi. Vậy là cái giường thì mình có thể dời lại một ô đi để nhìn cho nó đẹp hơn đó các bạn ơi. Mình sẽ đặt ở chính giữa cái lều luôn. Ở chính giữa là 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là ở đây này. Búp. Yeah, có nguyên cái lồng đèn nữa các bạn ơi. Ở đây nó có đủ ánh sáng để cho nguyên cái lều luôn ấy. Rất là hay luôn. Rồi, giờ mình sẽ đi ra ngồi ngắm lại cái lều nha. Đó. Vậy là ổn rồi, chúng ta đã có cái lều đầu tiên rồi đó các bạn. Tương tự nè, mình sẽ làm thêm một ít cái lều nữa, mình sẽ làm kiểu đối diện ấy. Nhưng mà ở đây cái khu đất này hơi nhỏ này. Chắc bây giờ mình sẽ đi quay về đi, lấy một ít đất và quay lại chúng ta cùng nhau làm tiếp thêm tầm 2 đến 3 cái lều nữa đi các bạn ơi. Rồi trong thời gian diễn tập mình sẽ làm thêm xung quanh đây luôn. Đấy, nói chung càng nhiều lều càng tốt các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ quay về để chuẩn bị đồ nha. Ok các bạn ơi, mình đã xong cái lều thứ 3 rồi. Hiện tại thì mình cũng đã hết mấy cái bột xương cũng như là bột nhuộm. Thành ra trong thời gian diễn tập mình sẽ cố gắng chuẩn bị rồi làm thêm thật là nhiều mấy cái lều trại xung quanh cái khu cắm trại của mình nha. Bây giờ mình sẽ quay về cắt đồ đi, rồi chúng ta chuẩn bị vật liệu để làm tiếp cái chỗ thứ hai, đó chính là cái khu mà để nấu nước các bạn. Ok, giờ mình sẽ quay về cắt đồ nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái chỗ nấu nước nha các bạn. Đầu tiên thì mình cần phải chọn khu trước cái đã. Chắc mình sẽ đặt ở đây đi, tại vì ở đây cũng khá gần cái chỗ đốt lửa trại nè các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu đào ra xung quanh một xíu nha, tầm 3x3 thôi các bạn ơi, nhỏ nhỏ thôi cũng được. Đây tầm này nha, rồi mình sẽ ốp đá cội ở phía dưới. Đó, ở phía dưới này thì mình sẽ đặt một cái cục netherrack để chúng ta đốt lên đây, và tiếp theo là một cục đá bất kỳ đi. Đó, mình sẽ xen kẽ cái này nhìn cho nó kiểu như hơi cũ cũ một xíu các bạn ơi, và một cục một cái hàng rào và một cái hàng rào gỗ trên và máng ngang. Đấy, mấy ngay như vậy nha. Rồi mình sẽ đặt một cái vạc kiểu như là đang nấu nước á các bạn ơi. Và phía dưới này mình cũng sẽ đốt lên này. Nhưng mà bây giờ mình cần chế tạo ít cái slab đi, để chặn không cho kiểu như là gió thổi tắt á các bạn ơi. Đó, để cho nó thực tế hơn nha. Rồi mình sẽ chặn ở đây. Sau đó mình sẽ đốt lên bằng cái đồ bật lửa. Búp. Yeah. Bây giờ mình chỉ cần cho nước vào thôi. Ở đây mình có thể chế tạo một cái xô này. Giờ mình sẽ grab một cái xô để cho nước vào nha. Mình sẽ grab một cái xô ở đây và múc nước vào. Vậy là xong rồi. Đó, như vậy khu cắm trại của chúng ta ấy sẽ kiểu như là có nhiều thứ hơn ấy. Bây giờ mình sẽ làm thêm ít cái ghế nữa đi để chúng ta có thể ngồi và xem nấu nước á các bạn. Đây mình sẽ cái này nên đặt xa xa ra một xíu nha, không nên đặt gần đâu các bạn ơi. Đây mình sẽ đặt xa xa ra như vậy. Ở đây và một cái ở bên đây. Đó, vậy là ổn rồi. Ở phía sau các bạn muốn đẹp hơn ấy thì có thể dùng mấy cái bảng để đặt ở phía sau kiểu như là đồ để dựa các bạn ơi. Giờ mình sẽ làm một ít cái tấm bảng luôn đi. Ở đây mình sẽ dùng tấm bảng gỗ sồi nha. Tấm bảng đây mình sẽ làm được 6 cái. 6 cái gì còn thiếu rồi, cần 8 cái mới đủ các bạn ơi. Mình sẽ đặt như vậy nha, chĩa vào cái slab các bạn. Đây sẽ hướng vào đây, bên đây và ở bên đây. Đó. Vậy là xong rồi. Ở đây không có cũng được, cũng không sao đâu. Và ở đây mình có thể trang trí thêm bằng cách dùng xẻng các bạn để cuốc lên đây. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ dùng một cái xẻng gỗ đi, tại vì dùng xẻng kia thì sẽ rất là mau hư luôn. Rồi mình sẽ dùng xẻng đá cũng được. Đây mình sẽ làm một cái xẻng và cuốc lên để làm cái con đường đi nha. Đây sẽ làm con đường đi dẫn tới hai mấy cái khu này, dẫn tới từng cái lều trại á các bạn. Đây mình sẽ dẫn tới đây nữa. Đó, một con đường ở đây. Vậy ngoài ra sắp tới mình sẽ trang trí thêm bằng nhiều loại block khác nhau các bạn, kiểu như là sỏi hoặc là mấy block đá cuội ấy. Đó. Rồi, vậy cái chỗ cắm trại chúng ta cũng đã khá hoàn thành rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu cây thôi, tại vì khu này khá là trống trải các bạn ơi. Chắc sắp tới mình sẽ trồng một cái cây gỗ gừng đi, đem qua đây để trồng nha. Nhìn cho nó sẽ xanh tươi hơn rất là nhiều luôn. Và bây giờ chắc mình sẽ đi xuống cái hang gần đây để khám phá nha. Tại vì ở dưới đây có một cái hang này các bạn. Đó, mình sẽ đi vào đây để thắp đuốc để không thôi buổi tối mình cắm trại nó lại có zombie xuất hiện ở phía dưới nữa. Đây. Ồ, thấy không? Ở dưới đây zombie đầy luôn nè các bạn ơi. Creeper nữa. Nguy hiểm nha, phải cầm cái khiên lên mới được. Tôi nó nổ phát là xác định luôn các bạn ơi. Mình còn có 4 cục thịt, không biết có đủ để đi khám phá cái hang này không nữa. Rồi, giờ mình sẽ đánh cái nguồn zombie này. Ở dưới đây nhiều zombie tao các bạn ơi. Một đống zombie luôn. Nó cầm cục thịt kìa. Creeper. Cẩn thận, nổ cái là chết đó các bạn ơi. Xong. Mình sẽ thắp đốt lên nha.
sắp ở đây, ở bên đây. Ủa, cái này phải làm dấu đường lên nữa, không thôi đêm hồi bị lạc đó các bạn. Thấy gì chứ mình dễ bị lạc đường lắm. Rồi, mình sẽ đi xuống bên đây. Ủa, mình nghe tiếng skeleton này. Lấy sắt luôn. Có sắt mà, đâu bỏ được các bạn. Đấy, mình sẽ lấy sắt trước nha. Rồi, ủa, nghe tiếng con xương rất là gần luôn rồi. Hình như đâu bên đây nè các bạn ơi. Đúng không ta? Đây đúng đúng rồi, một cái hang các bạn ơi. Ui, con xương cầm nguyên bộ giáp bằng da luôn. Wow. Thì ra có bộ giáp luôn à. À, nó lại dẫn tới cái đường này. Mình sẽ lấy lại cây đuốc. Giờ hết đất rồi, chắc giờ mình ngủ đi. Ui. Ui, con Ripper nó giành cái lều mình rồi kìa. Ripper, đừng có nổ nha, đừng có nổ nha. Đừng có nổ nha. Đừng có nổ nha. Rồi, mình sẽ ui, thì ra chỗ mình hơi tối các bạn ơi, thảo nào spawn quái quá trời luôn rồi này. Đừng có nổ nha. Rồi mình sẽ cắm đuốc quanh cái chỗ mình cắm trại luôn, để đảm bảo cho ánh sáng đầy đủ và quái không có spawn gần mình đây. Thì như vậy cắm trại nó mới an toàn được các bạn ơi. Rồi mình sẽ cắm ở đây, bên đây, bên đây và ở bên đây. Wow, mình đói mất tiêu rồi kìa. Ăn vô một cái đi. Mình mới chạy rồi cắm đuốc rồi đi ngủ nữa. Đó, sắp đuốc đều đều lên nha. Bây giờ các bạn thấy chỗ mình hơi trống đúng không? Đó, ít bữa nữa thì nó sẽ không còn trống trải như vậy đâu. Mình sẽ trồng rất là nhiều cây ở đây để cho nó xanh tươi hơn nha các bạn. Rồi mình sẽ thắp ở đây một cây nữa. Búp, yeah, xong rồi, giờ vô ngủ thôi. Rồi, ngủ. Ở đây còn thiếu mấy cái lồng đèn mình chưa kịp chế tạo để gắn vào thêm á các bạn ơi. Sắp tới mình sẽ gắn vào hết luôn nha. Rồi, ok, bây giờ chắc mình sẽ quay về nhà để chuẩn bị một ít đồ rồi chúng ta cùng nhau làm công việc tiếp theo nha các bạn. Ở những tập trước thì mình có tìm được một cái bản đồ kho báu ở bên khu rừng nhiệt đới các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm cái kho báu đó nha. Và khi chúng ta đi qua cái cổng thì mình mới bất ngờ đó chính là cái kho báu này rất là gần mình luôn. À, ở phía trước mặt chúng ta thì còn có thêm một cái thuyền bị đắm kìa các bạn. Đấy, thành ra bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xuống dưới rồi bắt đầu đi tới cái chỗ kho báu nha. À, để mình xem coi đây là mình cần phải đi về hướng nam các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ đi về hướng nam nha. À, hướng nam đâu ta? Đây đây, hướng nam là cần phải đi hướng này nè các bạn. Rồi, đi một xíu nữa. Giờ mình sẽ nhảy qua cái tán cây. Ui, cẩn thận. Đồng thời té dưới là mất rất là nhiều máu nha các bạn ơi. Rồi, nhảy xuống. Rồi, mình sẽ tắt cái này đi một xíu. Bắt đầu đi về hướng đây nha. Thì ở đây là gần cái khu rừng trúc luôn các bạn ơi. Đấy, thành ra nó rất là đẹp luôn. Rồi, wow, trúc đẹp chưa kìa. Nhưng mình khá là thích ở đây các bạn ơi. Nhưng mà mình kiểu như là xây hơi nhiều thứ ở bên kia rồi. Giờ dọn qua đây thì phải làm lại từ đầu nữa. Không biết các bạn có chịu không. Rồi giờ mình sẽ đi qua đây. Bé panda kìa. Ở đây một bé panda mới nè các bạn ơi. Nhưng mà có một mình bé à. Không biết bạn mấy bé ở đâu ta. Bé kêu kìa. Ok giờ mình sẽ lấy một ít tre đi cho bé ăn nha. Rồi thường thường mình qua đây mình thường cho mấy bé ăn lắm các bạn ơi. Giờ mình sẽ lấy đây hai khúc. Rồi ăn đi. Kìa bé ăn chưa kìa. Rồi giờ mình sẽ đi tiếp nha. Một tí có gì quay lại rồi mình chơi với bé tiếp sau các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đi qua đây một xíu để coi. Đó, mũi tên nó chỉ lại gần rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ đi về hướng bên đây một xíu nha. Đi về hướng dấu ít đó các bạn ơi. Cái này nó sát cái bờ biển luôn. May mà nó không giữa biển. Kho báu mà giữa biển thì hơi bị mệt. Tại vì bây giờ mình chưa có đồ thở dưới nước ấy. Đây, cái thuyền này. Được ấy, giờ mình sẽ đi xuống cái thuyền nha. Nhảy xuống. Ui, may thật ấy, mà may mà mình có cái giày giảm sát thương rơi các bạn ơi. Quên ta, đôi giày mình xịn mà. Vậy thành ra sắp tới mình té mình cũng không lo cho lắm các bạn ơi. Cái này súp đáng ngờ, giấy và TNT. Wow, được. Cái thịt zombie thì chắc mình không cần đâu. Để mình coi ở đây còn cái gì không nha. Ở đây như có một cái rương hay sao các bạn ơi. Cái thuyền gì mà có một cái rương thôi à. Vậy là có một cái rương à. Ok, chắc bây giờ mình không cần tìm đồ trong cái thuyền này đâu. Mình lại tìm kho báu sướng hơn. Rồi, đi tiếp. Gần tới nè. Rồi, một tí nữa chắc mình sẽ đi ra đại dương luôn các bạn ơi. Tại vì hổm rồi mình chưa khám phá biển nữa. Để coi lần này ra. Wow, mấy cái tàn tích dưới biển kìa các bạn ơi. Ở đây có một con zombie ở dưới nước nữa này. Này, zombie hả, mình đánh cho nó lên bờ luôn. Lên bờ đi hả. Rồi để mình coi. Ở dưới còn nữa kìa, quá trời luôn. Nguy hiểm đấy. Sẽ đi xé quanh đây một xíu. Tính ra cái chỗ nãy con zombie là cái chỗ có kho báu luôn á các bạn ơi. Giờ mình sẽ tới đây. Và rồi, ngay đây này. Vậy là nó hơi bị sâu nha. Giờ mình sẽ dùng cái xẻng để đào ra nha các bạn. Đây, sẽ đào ra. Đó. Ui trời ơi,
đánh dám đánh mình hả? Thôi sẽ đào găm xíu nha, để coi coi cái rương ở đâu đó đã. Ui hết oxy, hết oxy. Ui bọn này nó đánh đâu thật các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ mình quên em thức ăn rồi, không biết hồi sau đi ra biển nữa. Hy vọng một xíu đi xuống dưới mấy cái em tàn tích đây sẽ có thức ăn nha. Rồi mình sẽ qua đây đào một xíu. Ủa có báu đâu ta? À đây. Ủa không, cái này là cục đá mà. Lạ nhờ. Mình đứng ngay cái chỗ có báu mà. Rồi tầm này không biết được chưa ta. Ok tầm này đào thẳng xuống thôi. Chắc nó ngay đây chứ gì. Rồi giờ sẽ dùng cái xẻng để đào ra nha. Ủa có nào ở dưới cái lớp đá này không ta? Ủa sâu lắm rồi đấy, nhưng mà chưa có này. Ngộ nhờ. Ủa. Ủa chẳng lẽ kho báu này bị ai đánh cắp rồi ta? Ủa có gà mình đứng ngay dấu ít luôn mà. Giờ mình sẽ đi thêm một xíu nữa đi. Đây, ngay đây nè, giờ mình sẽ đào thẳng xuống nha. Không biết có bị tròn không nữa. Mình sợ bị tròn lắm không ơi. Đây, mình đào tới đây rồi nè, mình vẫn chưa gặp kho báu à. Lạ ta, lạ ta. Đây, giờ mình sẽ đi lên lấy một oxy một lần nữa. Và ui trời tối mất tiêu rồi, mình lại không đem theo giường. Căng đây, căng đây. Ủa ở dưới quá trời zombie rồi kìa. Ui, cái rương đâu ta? Kho báu lần này hơi khó tìm các bạn ơi. Mấy lần trước mình đào một xíu là gặp mà. Giờ mình đào cả buổi trời mà vẫn chưa gặp này. Ui. Lên. Ui zombie nó còn tìm mình nữa chứ. Kho báu này hơi bị khó lấy này, không biết có đồ xịn không mà. Có mấy tên zombie này bảo vệ quá trời này. Ui nó gơ gái gì kìa. Vàng. Đánh zombie được vàng các bạn ơi. Giờ mình sẽ cắm đuốc ở đây đi để cho các bạn dễ nhìn nha. Giờ mình sẽ chế tạo một ít cây đuốc trước. Đây đuốc đây, mình sẽ tắm thật là sáng chỗ này luôn. Đó cho các bạn dễ nhìn nhất có thể luôn. Rồi giờ mình sẽ đánh tên zombie này luôn. Sẵn đây ra farm zombie. Biết đâu mình lại nhặt được cây đinh ba thì sao các bạn. Tại vì thường thường mấy tên này sẽ có khả năng gây ra cây đinh ba ấy. Rồi mình sẽ lấy thêm ít nữa. Cái kho báu này lạ thật ấy. Giờ mình sẽ canh thật là chuẩn đi. Đây đó, ngay đây là giữa luôn này, mình đứng ở ngay giữa luôn rồi đấy. Rồi giờ mình sẽ đào xuống nha. Ui kho báu này khó tìm dữ ta. Lạ nha. Rồi mình sẽ thắp đốt ở đây một cái và bắt đầu đào lên. Chưa thấy lần nào tìm kho báu khó như vậy luôn á các bạn ơi. Nước càng như mất tiêu kìa mà vẫn chưa tìm được kho báu nữa. Có nào tròn nữa không ta, để mình thử đào gần gần bờ coi. Đó mình sẽ đào nát khu này luôn. Gì cái kho báu nhưng mà mình tàn phá cái biển này luôn rồi. Ủa kỳ nha, hay là nó tít ở dưới ta. Kho báu này tròn mình rồi. Đây ngay đây luôn này. Đó giờ mình sẽ đào xuống một lần nữa nha, để coi coi không có là chắc mình sẽ quay về luôn ấy. Giận rồi. Đào cái buổi trời mà không gặp à. Chưa thấy lần nào mà tìm kho báu như thế này, khó như thế này luôn. Mình sẽ đào thêm một lần nữa. Rồi cầm cái bản đồ lên. Đây vẫn chưa tới này. Vậy nào có cách nào nó ở giữa biển không ta? Ở dưới lớp sỏi này này. Ui ở dưới lớp sỏi các bạn ơi. Vậy tìm được rồi, tìm được rồi. Giờ đi lên lấy oxy nha. Đúng là nớp mà. Nó ở dưới lớp sỏi cơ, thành ra nãy giờ mình đào ở trên này không có là phải các bạn ơi. Vậy là kho báu này chưa ai lấy, chưa ai lấy. Được. Giờ mình sẽ lắp chỗ này lại nha. Nãy giờ đào quá trời cát rồi. Rồi mình sẽ lắp ở đây. Đấy, để cho nó giống tự nhiên một xíu các bạn ơi. Nãy giờ mình đào dưới này quá trời rồi. Rồi ở đây mình cũng sẽ lắp lại nha. Đó, lắp lại hết luôn. Rồi đi lên. Rồi cùng nhau xuống dưới lấy cái kho báu thôi. Đó, ở dưới thì có rất là nhiều mấy tên zombie chết đuối luôn. Mấy tên đó thì rất là nguy hiểm nha các bạn. Đấy, giờ mình sẽ lấy kim cương là trước này. Tiếp theo là MR, tiếp theo là TNT và một ít sắt cũng như là vàng. Và cái trái tim biển cả nha các bạn, cái đó thì rất là quan trọng luôn. Giờ mình sẽ lấy một ít thức ăn nữa. Rồi, đi lên. Yeah, xong rồi. Giờ chắc mình sẽ quay về nha. Quay về để em ngủ một giấc các bạn. Chứ bây giờ tối thui à, mình đi ra biển thì các bạn sẽ rất là khó để quan sát luôn. Ok, chắc bây giờ mình sẽ quay về đi. Rồi chúng ta cùng nhau quay lại lần nữa để khám phá biển nha. Ok các bạn ơi, mình đã trở lại rồi đây. Bây giờ mình sẽ cùng nhau khám phá mấy cái tàn tích ở dưới biển nha. Wow, đây có rất là nhiều luôn này. Giờ mình sẽ xuống dưới để coi coi dưới mấy cái rương này sẽ có gì hot không nha. Bản đồ kho báu. Yeah. Rồi. Nó bị trùng các bạn ơi. Ở đây mấy cái bản đồ kho báu mà kiểu như nó gần gần nhau ấy là nó sẽ rất là dễ bị trùng luôn, như cái này này. Nó bị trùng ngay cái nãy mình vừa tìm luôn. Ôi thôi kệ đi, giờ mình sẽ đi. Ủa cái này cũng khá hay này, chắc mình sẽ lấy về đi. Mặc dù giờ mình chưa chấp cúp mềm mại nhưng mà mình sẽ vẫn đào nha. Đó, giờ mình đã được mấy cái gì ta? Tinh thể lăn trụ biển rồi. Đó, mấy cái đó dùng để chế tạo lại cái đèn đó các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đi tiếp nha. Ở đây vẫn còn này, còn 3 cái luôn, 4 cái, 5 cái luôn. Rất là nhiều mấy cái tàn tích luôn các bạn ơi. Không biết trong mấy tàn tích này ngoài mấy cái bản đồ còn có gì không ta? Để mình thử coi coi trong đây còn gì không nha. Cái này hình như nó bị giấu ở trong mấy cái sỏi này hay sao á. Giờ mình sẽ lấy cái xẻng và đào ra. Hết oxy. May mà có mấy cục mắt ma lóc các bạn ơi. Nó sẽ giúp mình hồi oxy ấy, rất là tiện luôn. Rồi giờ mình sẽ lại đây đào này ra để tìm đây cái rương này. Một cái bản đồ nữa. Hy vọng nó không bị trùng. Thấy không? Ở gần nhau là tỷ lệ trùng sẽ là rất là cao luôn nha các bạn. Nãy giờ mình được hai cái bản đồ kho báu nhưng mà bị trùng hết hai cái luôn rồi. Ok giờ mình sẽ đi chỗ khác đi. Chắc mấy bản đồ ở đây bị trùng hết luôn các bạn ơi, tại vì ở đây nó chung một khu mà. Mình sẽ lấy cái đèn này ra nha. Rồi và tìm một cái rương trước đã. Ở đây có rương này. Cái rương đâu luôn đâu, lẹ 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 lẹ, hết oxy rồi. Cái rương đâu ta?
Hương đâu, Hương đâu, Hương đâu? Ui không có Hương à. Ui đâu, 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 đâu. Ui, 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 đi lên, đi lên, bị kẹt rồi. Ao, ui, 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 ui. Nguy hiểm thật các mọi người, tại giờ chưa có đồ thở dưới nước ấy, mất máu rất là nhiều luôn kìa. Ui mày quá, mày quá. Rồi giờ mình sẽ qua đây để lấy cái rương nha. Lại là bản đồ nhưng mà bị trùng đúng không? Ủa thấy không, mình biết ngay mà bị trùng hết trơn rồi các bạn ơi. Ui giờ mình sẽ hội oxy trước đi, qua mỗi cái thành tích đây là mình sẽ hội oxy một lần. Nếu không thì mình sẽ không có đủ oxy để khám phá hết mấy cái thành tích này đâu. Rồi giờ mình sẽ loại và đi tiếp nha. Hình như ở đây bây giờ không có còn mấy con zombie các bạn ơi, ban ngày nó không có spawn ra sao ấy. Giờ mình sẽ tìm một cái rương ở đây nữa. Đào ra. Ở đây thì các bạn chỉ có đào ra thì mới tìm được mấy cái rương các bạn ơi. Ui hết oxy, hết oxy. Ui mày quá, mày quá. Rồi chắc bây giờ mình sẽ tìm lấy thuyền á, rồi đi chỗ khác nha bạn ơi. Ở đây chắc không có gì hết đâu, toàn là mấy bản đồ bị trùng thôi. Rồi giờ mình sẽ đi xa xa ra biển một xíu nha. Đây để mình coi coi, phải nhìn kỹ thì mới thấy được mấy cái tích cũng như là mấy cái con thuyền bị đắm á bạn ơi. Ở đây có rất là dễ gặp mấy con thuyền bị đắm luôn, trong đó sẽ có rất là nhiều ngon và quý giá ấy. Đó, ở đây có một cái thằng tích nữa này mà không biết có gì dưới không ta. Ú hình như ở dưới có một cái con mỏ các bạn ơi, mình vừa nhìn xuyên lòng đất kìa. Rồi ok, giờ mình sẽ thử đi xuống dưới coi có gì không nha. Ồ đây là một cái thằng tích rất là bự luôn. Có zombie nữa. Hai con zombie luôn. Nguy hiểm. Ui nó bị mất máu kìa các bạn. Cần câu nhữ, được lấy về luôn. Ấy cần câu mà. Rồi giờ mình sẽ hộ xi cái nha. Đây hộ xi, đó nó hộ xi rất là nhanh luôn nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ đi lên nha. Cái này nó hút mình xuống nè. Mình sẽ né cái cục đó ra thì mới lội lên được các bạn ơi. Ui nó cứ hút mình vô hoài khó chịu quá à. Rồi giờ mình sẽ trèo lên nha. Rồi. Đó, rồi đi tiếp thôi. Để mình coi coi bên đây còn có gì nữa không nha. Để mình sẽ ui cái thuyền này. Yay, tìm được con thuyền bị đắm mới các bạn ơi. Đó, đi một xíu là đã gặp rồi. Không biết trong đây có gì ta, hy vọng là có kim cương nha. Mình thích tìm được kim cương trong mấy cái thuyền này luôn các bạn ơi. Rồi đi xuống. Không biết có gì không ta. Đề. Một cái bản đồ mới các bạn ơi, và một ít cái quyển sách này và một cái bản đồ trống nữa. Wow, ở dưới này vẫn còn một cái nhưng mà bây giờ mình hết suy rồi. Lên. Lẹ. Nó cứ hút. Cái bản này nó cứ hút mình xuống dưới các bạn ơi, rất là khó chịu luôn ấy. Ở đây đâu có cột mắt ma lóc đâu. Cứ giữ mình ở dưới ngoài à. Kiểu như có ai đang giữ mình ở dưới các bạn ơi, ghê quá à. Rồi thật đấy. Giờ mình sẽ tìm đường đi xuống dưới trước. Ở đây thì lại không có cửa nữa chứ, thường thường ở đây có cửa thì mình còn oxy được. Ở đây không có gì luôn. Ồ đập cái rương rồi đi lên liền. Lẹ. Mất oxy kìa. Rồi đi lên đi. Yeah, được ít sắt với vàng các bạn ơi, cũng khá là hay. Rồi để mình kiểm tra coi cái rương trong kia có bản đồ là gì nha. Hy vọng là không bị trùng. Đó, đây là một cái bản đồ mới nè. Được, giờ mình sẽ đi nha. Đây hướng nam, đây mình sẽ đi thẳng hướng nam đi. Giờ mình sẽ tìm thêm được một cái kho báu nữa. Rồi giờ đi thôi. Cái này nó dẫn tới cái khu rừng này. Wow, hay nha. Để mình xem coi ngoài mấy cái tàn tích mấy cái thuyền rồi còn có gì không ta. Tại vì ở đại dương các bạn còn có cái Ocean Monument này, cái cung điện ở dưới biển ấy, nó rất là đẹp luôn. Giờ mình xem coi. Cái này là nó trên mấy cái đảo. Ở đây là sa mạc à. Ở đây là sa mạc các bạn ơi. Cái khu rừng này gần sa mạc ấy. Gần nhiệt đới gần sa mạc. Được, sắp tới mình có gì qua đây lấy cát cũng được ấy các bạn ơi. Để cho nó tiện luôn ấy, vừa có thể tham quan rừng này, vừa có thể lấy cát luôn. Wow. Và ở đây thì cái kho báu này bờ sao các bạn ơi. Đúng rồi, nó trên bờ. Lần đầu mình mới thấy luôn ấy. Rồi, giờ mình sẽ cầm cái bản đồ bên trái đi, để mình có thể dễ nhìn nha, mặc dù nó hơi nhỏ. Giờ mình sẽ đào tầm này ra đi. Hay là mình cầm bên phải cho nó chính xác hẳn ta. Mình sẽ lùi lên một xíu. Rồi, lùi lên như vậy này, mình đào ra. Đó. Cái này ở trên bờ đúng không ta? Để nhiều nãy là buồn lắm luôn ấy, mình tìm cái buổi trời có cục nó ở đây. Tưởng đâu giấu được mình hả? Nãy bị cho lần rồi, rút kinh nghiệm các bạn ơi, đào xa mới gặp ấy. Đây, để mình coi. Vậy là nó ngay cái phía sau của cái mũi tên thì mới tìm được. Lại được thêm một trái tim bê cả này, một ít cá hồi chín, một cái emerald, sát vàng rồi, áo giáp. Anh dân làng tìm tới mình luôn này. Mà anh dân làng này đổi mấy cái này thì mình cũng không thích cho lắm. Thôi kệ đi, mà tạm thời mình bỏ đó đi. Rồi mới quay lại cái khu biển nha. Rồi, nhưng mà nãy mình mới đập cái thuyền mất tiêu rồi. Để mình coi vòng ở đây ấy, có cái ngôi làng hay là cái công trình không nha. Hình như đây chỉ là một cái đảo thôi các bạn ơi, chứ không có gì hết ấy. Vậy là ở đây một cái đảo à. Chắc hôm nay khám phá tới đây thôi. Mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, mình sợ đi một hồi là lại không có đường về nữa, sợ lắm các bạn ơi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ lên thuyền rồi quay trở lại nhà mình nha. Ok, hẹn lại các bạn ở nhà mình nha. Ok các bạn ơi, mình đã trở về nhà rồi đây. Và sau chuyến đi khám phá đại dương thì mình đã tìm được 23 viên ngọc lục bảo, một viên kim cương, hai trái tim biển cả, một ít vàng, một ít sắt và một cái bát súp đáng ngờ. Và ok, bây giờ mình sẽ ăn thử cái bát súp đáng ngờ kiếm từ biển cả nha. Nhầm. Ui, mù quáng các bạn ơi. Sao lần nào mình ăn mấy cái súp từ biển nó cũng lại toàn là hiệu ứng độc thôi các bạn ơi, không có hiệu ứng tốt ấy.
Đúng là nớp mà còn bị đen nữa chứ. Không sao đâu, và mình còn tìm được một cây cần câu nhữ một các ông ơi. Và ok, và ở tập sau nếu các bạn muốn mình xây gì hay chế tạo những công thức gì mới ấy, thì đừng quên comment ở phía nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn những tập tiếp theo. Bye bye.